Việt Nam mới là muốn đi đâu phải đi taxi. Vô hẻm, hẻm sâu quá, kiếm hoài không ra, không có người hỏi thăm. Không biết phải hẻm này không đây ta. Lâu lắm rồi không có trở lại, kiếm người hỏi thăm đó. Ủa? Rồi. Dạ, hủ tiếu mì của chị đây ạ. À. Ê. Chị làm ơn lấy giùm em nha. Đây, hủ tiếu mì của chị. Đây tô xương của anh á. Ủa sao nghe cái mùi đây hủ tiếu khô đây. Nghe mùi quen quen ta. Đúng rồi, đó là cái mùi mì gõ. Mấy tô anh? Hủ tiếu mì hay là ủa có phải Lan không? Còn ông là David Tài nè. David Tài. Ờ Tài ba chứ không phải Tài xỉu ha. Tôi nhớ rồi. Nhớ. Bữa nay ghé lại ăn hủ tiếu hả? À không phải, không phải. Anh ghé đây để anh kiếm Lan đó. Kiếm tôi? Đúng rồi. Chi vậy? Anh kiếm Lan là để anh nói lên lời thương tiếng nhớ. Trời Phật ơi. Lan ơi, em biết không, cao lương mỹ vị ở trên đời này anh ăn hết rồi, không có thiếu thứ gì á. Nhưng không hiểu sao, kể từ khi về đây chỉ cần một lần em bưng danh một tô mì gõ thì lòng anh cảm thấy bừng bừng trong tim, những lời tiếng gọi tiếng sét ái tình nên nhiều đêm khuya anh thao thức nhớ bấm hình em, dù bay qua mì anh vẫn u mê râu rỉ nên tức tóc quá.
quay về tìm gặp lại người mình đã yêu. Buổi đầu gặp nhau tôi nói rồi tôi đã có chồng. Anh biết mà, nhìn chồng của em vừa nghèo vừa béo chỉ làm khổ em. Dù cho nghèo khổ nhưng mà tôi sống tôi thấy thật là hạnh phúc. Lan à, sao em biết đời qua lại đang đẹp lại cắm vào mãi. Ông nói bậy nha. Nói gì đâu. Ông ăn hủ tiếu thì nói tôi nấu cho, đừng có đứng đây ăn nói bậy bạ. Chồng tôi sắp về rồi đó, ông ghen dữ lắm à. Không có, anh nói em nghe. Lan ơi, Lan, em biết không, anh bay từ qua bên Mỹ anh về đây anh tìm em nè. Trời ơi, sao lúc này nhìn em xanh xao vàng giọt vậy Lan. Trời ơi, Lan ơi, anh nghĩ là cuộc đời của em không phải như vậy đâu Lan. Em phải sống trong cảnh nhung lụa giàu sang, bước ra có kẻ đưa người đó. Trời ơi, chứ không phải làm một cái người bán mì gõ như vậy. Em chịu làm má anh đi. Quên cái gì, làm vợ anh đi. Em làm vợ anh sẽ, em sẽ hưởng đầy đủ không thiếu một thứ gì hết. Anh sẽ nâng em như nâng trứng. Thôi, tôi không có cần đâu ông ơi. Lan, em giờ em không tin phải không? Anh nói em không tin phải không? Được rồi, anh sẽ thề. Thôi thề không có ảnh hưởng vậy. Bây giờ anh nói có sách mách có chứng nè, bằng hiện vật đàng hoàng. Đây, em hãy nhìn đây. Cái gì mà chói mắt tôi quá vậy? Anh cũng biết gì nó chó quá mà, này như ta gọi là hạt sàn đó em. Hạt sàn à, mà bên Mỹ ta gọi là đáy mành đó. Là cái gì vậy? Trời, anh không biết, không cần biết nó là cái gì hết. Chỉ biết đây là cái một vật quý lắm, nó tượng trưng cho tình yêu của anh. Vì hôm nay anh đến đây anh xin tặng cho em. Đừng, ê, làm gì vợ ngồi vậy chứ hả? Đâu gì đâu. Là ai vợ? Mới làm gì vợ vậy? Dạ, không có gì hết. Ông này ông hỏi thăm nhà người quen rồi tính cho tiền vợ mà vợ không có lấy không? Đúng rồi, nghèo cho sạch, chết cho thơm. Dạ. Không có nhận tiền bậy bạ. Dạ, ông dúi tay, chứa tiền vô tay vợ đâu có lấy đâu. Đúng rồi, vợ phải nhớ cái câu này. Chồng nhớ rồi, hiểu ha? Giờ vô lo cho con bú liền. Dạ, dạ. Ê, hỏi thăm lượng xong rồi đi về đi. Ở đây chi? Tôi đến đây tìm người quen. Nhưng mà ông biết tìm người quen đó là ai không? Ai vậy? Đó là Lan, vợ của ông đó. Ủa, vợ của ngộ? Đúng rồi. Người quen có lý. Đúng. Là sao ngộ không hiểu á? Có nghĩa là hôm nay tôi về đây á là tìm vợ của ông. Để nên tôi mới tới đây, để cứu Lan thoát khỏi cảnh quê mùa. Nhưng vợ của ngộ nó là người chung thủy. Mày có lưu tiền thì nó cũng không có mê. Mày đừng có hòng dở trò về. Nhưng mà tôi tin rằng một người như Lan không thể thích đẩy xe mì hơn là đi xe hơi. Bởi thế gian có câu rằng nếu có nhiều tiền có thể mua được cả tiền. Nhưng vợ của ngõ đó không có bị liên, nên không chấp một thằng bị vô duyên. Tiền dòng. Thôi được. Thì nếu mà ông nói vậy, ông ráng giữ vợ ông đi. Tôi tin rằng tới một ngày nào đó Lan sẽ gán mì gõ để chuyển qua ăn phô mai thôi. Ê, ly nói gì phải không? Ngộ trả ly xì à. Nó lâu biết tiếng của ngộ lâu, nó còn cảm ơn lắm. Mày chửi lắm mà nó cảm ơn chưa quá trời vui à. Ủa, nói nị tả, ngộ tả đi xảy lại gì? Quýnh xếp mày. Được. Chửi bằng tiếng Hoa. Được. Nếu chửi tôi bằng tiếng Hoa, tôi sẽ chửi lại bằng tiếng Anh. Rồi. You are fake, like it. Ủa con heo gì quên kêu. Con heo hả? Ồp. You fake like it, ồp. Đó, mày nói vậy đi. Tao hiểu liền, tiếng Anh nhưng tao hiểu liền. Ý mày nói là ồp có nghĩa là con heo. Mà mày có con heo, tức là mày chửi tao giống con heo. Mà con heo nó là bạn của tao, giết mẹ mày. Ê, mình là hai người đàn ông tờ văn minh, không thể nào xử sự nhau một cách vô văn minh như vậy ha. Được rồi. Trước khi tôi đi, cho xin phép tôi một chút thôi để tôi đi đâu chuyện vậy? Nói chuyện với vợ này chút. Lan ơi. Ê Lan, nói nghe nè. Lị muốn nói chuyện với vợ ngộ mà nó tuốt ở trong đó. Sao ngu quá vậy, nói giọng vô. Nói giọng vô. Cảm ơn nghe, nhắc nghe. Lan ơi suy nghĩ lại đi nghe Lan, cuộc đời ngắn ngủi lắm đó Lan. Hãy trở thành nữ hoàng của lòng anh, chứ đừng bao giờ trở thành lọ lem bánh mì gõ nha Lan. Mày nói xong chưa? Xong rồi. Mày lấy là giọng vô rồi đó. Bây giờ tao giọng vô mạ mày. Mất dạy quá trời à, dê vô thẳng xe mì dê luôn à. Nhưng mà nghĩ lại ngộ cũng thấy hãnh diện chứ. Vợ ngộ nó lẹp mà, thì nó phải bị dê thôi. Chứ ngộ là bưng mì gõ xiết mẹ có ai dê đâu. Ai vậy? Dạ. Ra lấy nè. Chị mình bưng tiếng. Thôi lấy. Đây là tiền bữa nay nè, với lại mấy bữa trước nữa. Đi cầm ly. Rồi,
mình giữ đặng đi chợ nữa chứ. Thôi đàn ông á giữ không có còn đâu, đàn bà giữ mới còn ha. Thôi vợ ơi giữ giữ đi. Biết sao không, ngồi thấy á là cái nhà mình nó bị dột quá, mà Lị với thằng nhỏ cứ bị mưa dầm thấm đất hoài cận nghiệp quá trời à, ngồi lao cái bụng lắm, cho nên ngồi quyết định định xây nhà lợp nhà lại á. Lị thấy sao ha? Cảm ơn mình đã lo cho mẹ con em. Hết xích xa vậy. Cái gì vậy mình? Hồi lại đi ăn còn cái tô xí quách á. Chạy là đằng đó cái thấy lắm nhậu nó đang nhậu đó. Bây giờ phải lại đằng lấy liền đó. Chú ngồi nó vừa đặt bể tô mà vừa nó không trả tiền là chết mẹ à. Dạ. Hay quên nữa. Nói nghe nè. Cái gì mình? Thấy ghét lắm nha. Ngủ mà cứ nằm mơ thèm phô mai hoài à. Cứ phô mai vậy đó. Nè. Mình mua chi vậy? Đâu có tiền đâu mà đặt mua chi không biết nữa. Trong đây có một cục thôi. Một cục rồi em ăn rồi mình ăn gì? Ly ăn hết ly, còn cái vỏ dính dính chú ngồi ly ấm lượt rồi. Ly nha, cái mặt ơi, lẹp mềm chi bị dê. Phải chăng là số phận? Phải chăng là hồng nhan bạc phận? Phải rồi, mình phải làm lại cuộc đời thì mới có cơ hội gặp lại cha mẹ. Phải, mình phải làm lại cuộc đời. Mình ơi, hãy tha thứ cho em. Đời em đã quá nhiều khổ đau thiếu thốn. Em không thể nào tiếp tục sống như thế này được nữa. Dù mình đã hết lòng chăm sóc lo lắng cho mẹ con em, nhưng em phải ra đi để